này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành địa giới là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành địa giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành địa giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của địa giới còn không có sở hữu huống là có địa giới hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của thủy hỏa phong không thức giới còn không có sở hữu huống là có thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành vô minh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành vô minh hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường là hành

chẳng hành vô minh hoặc là hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc là hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của vô minh còn không có sở hữu huống là có vô minh hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của hành cho đến tánh của lão tử sầu than khổ yêu não còn không có sở hữu huống là có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh